Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Nước và Cuộc sống số tháng 4 năm 2020. Thưa quý vị và các bạn, tốc độ đô thị hóa đang song hành với tốc độ phát triển của Lào Cai. Đây là tín hiệu đáng mừng, song cũng đặt ra nhiều thách thức liên quan đến các dịch vụ xã hội, trong đó có các hoạt động cung cấp nước sạch. Tại thành phố Lào Cai, việc gia tăng dân số cơ học cùng với sự phát triển mạnh mẽ của các cơ sở sản xuất cũng như các loại hình kinh doanh dịch vụ đang đặt ra áp lực khá lớn về nhu cầu sử dụng nước sạch. Cũng chính từ tốc độ đô thị hóa nhanh đã ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường, trong đó có nguồn cung cấp nước. Do vậy, các đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Cấp nước Lào Cai đã nỗ lực để đảm bảo nguồn nước an toàn đến với người dân. Nội dung này sẽ được chúng tôi đề cập trong chuyên mục Nước và Cuộc sống hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Hiện trên địa bàn thành phố Lào Cai có 3 nhà máy xử lý nước đáp ứng nhu cầu của khoảng gần 32.000 khách hàng. Trong đó, chi nhánh cấp nước số 1 chịu trách nhiệm quản lý vận hành 2 nhà máy là nhà máy số 1 có công suất 12.000 mét khối một ngày đêm và nhà máy số 2 hiện đang được nâng cấp lên 24.000 mét khối một ngày đêm. Để đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch cho khách hàng trên địa bàn, một trong những nhiệm vụ được chi nhánh cấp nước số 1 thành phố Lào Cai đặc biệt quan tâm trong thời gian qua, đó là đảm bảo an toàn ngay từ đầu nguồn nước. Hiện nay, đập đầu mối nguồn nước mà nhà máy nước số 2 đang sử dụng nằm trên địa bàn xã Tòng Sành của huyện Bát Sát. Nguồn nước dẫn về nhà máy bằng ống thép phi 500 và kéo dài tới gần 10 km qua nhiều địa bàn, địa hình phức tạp. Việc kiểm tra bảo vệ tuyến ống và đảm bảo hiệu quả hoạt động của đập đầu mối bởi vậy luôn được chi nhánh cấp nước số 1 thành phố Lào Cai sẵn sàng đáp ứng. Ngày nắng thì không sao, nhưng ngày mưa chúng tôi là thường xuyên, có thể là có những ngày mưa bão là chúng tôi ngày đi 3-4 lần trên ngày, có thể cả là ban đêm, lửa đêm, vì là cái tuyến ống nó cả cái đập nó ở xa, thế là lũ nước về để cái lượng bùn đất đá nó tràn về rất là nhiều. Thế là cái khó khăn là chúng tôi là đi lại thì mùa mưa lũ thì chúng tôi đi lại cũng rất là vất vả vì nó sạt lở nhiều chỗ. Thế sau đó thì là cái lượng bùn đất thì nó tràn về đập là nhiều, thế chúng tôi là vào là phải tổ chức những đợt lạo vét và xả bùn để cho cái lượng nước được cấp về nhà máy được an toàn. Ngoài nguồn nước chính được lấy từ xã Tòng Sành, nhà máy nước số 2 còn đang sử dụng một nguồn nước dự phòng là lấy nước từ suối Cốc San. Với hai nguồn nước cung cấp như vậy tạo cho đơn vị sự chủ động trong nhiệm vụ cung cấp nước sạch trên địa bàn thành phố, song cũng là nỗi lo, đặc biệt vào mùa mưa lũ, bởi trên thực tế trong trận lũ năm 2016, trạm bơm Cốc San cung cấp nước cho nhà máy số 2 đã bị thiệt hại nặng nề, gây đình trệ sản xuất. Đồng nghĩa với đó là nhiều khu vực trên địa bàn thành phố Lào Cai bị thiếu nước sinh hoạt. Cùng với thiên tai, sự gia tăng dân số và các hoạt động kinh doanh dịch vụ đã khiến chi nhánh cấp nước số 1 thành phố Lào Cai gặp nhiều khó khăn trong việc kiểm soát chất lượng nguồn nước đầu vào. Chúng ta có thể thấy rất rõ sự ô nhiễm của suối Cốc San. Nguồn cung cấp nước cho nhà máy số 2 là khó có thể tránh khỏi khi ngay cả rãnh thoát nước quốc lộ 4D cũng xả thẳng xuống nơi đặt trạm bơm nước nguồn của nhà máy. Điều này đã gây khó khăn cho Công ty Cổ phần Cấp nước tỉnh Lào Cai khi phải bố trí nguồn lực nắn lại dòng thải. Cùng với đó là nỗi lo lớn từ việc xả thải bừa bãi của người dân sống gần khu vực trạm bơm của nhà máy nước Cốc San. Chúng tôi đã rất nhiều lần tham gia rồi với các đơn vị như phường, xã, rồi là tổ nhân dân, cũng như là vận động nhân dân nhắc nhở cùng nhân dân, nghĩa là để bảo vệ cái nguồn nước. Nhưng mà vì cái vị trí của các cái trạm bơm này ấy, thì ở trong cái địa phận của thành phố, nó dẫn đến là cái người dân ở gần cái khu vực này nó quá nhiều, cái xả thải trực tiếp ra môi trường. Thế thì cũng rất mong muốn là toàn bộ nhân dân cũng ở hai bên các cái bờ suối nói riêng, cũng như trong thành phố ấy, là chúng ta phải giữ gìn cái môi trường trong sạch. Trước những khó khăn trong việc quản lý và bảo vệ nguồn nước, Công ty Cổ phần Cấp nước tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, mà cụ thể là phòng thí nghiệm chất lượng nước của đơn vị, chủ động phối hợp với các chi nhánh cấp nước trên địa bàn, tăng cường nắm bắt, phân tích mẫu nước đầu vào để có giải pháp đảm bảo nguồn nước cấp ra thị trường đạt tiêu chuẩn quy định của Bộ Y tế. Chất lượng nước được của toàn bộ các chi nhánh trong toàn công ty được kiểm tra thường xuyên, theo dõi thường xuyên với cái tần suất thì theo hàng tuần. Hiện tại phòng thí nghiệm chất lượng nước đang kiểm tra toàn bộ các chỉ tiêu cấp A theo cái quy chuẩn 01 của Bộ Y tế.
Mùa mưa thì cái tần suất kiểm tra của mình sẽ nhiều hơn do cái nguồn nước ở đầu nguồn hoặc là do có một số cái sự cố của ngoài tuyến ống. Thì dưới sự chỉ đạo của công ty thì phòng thí nghiệm chất nước cũng thường xuyên theo dõi, cập nhật thường xuyên. Cùng với nỗ lực khắc phục khó khăn, đảm bảo nguồn nước đầu vào an toàn, đầy đủ, nước đầu ra đảm bảo các tiêu chuẩn quy định của Bộ Y tế, nhiệm vụ phát triển tuyến mạng, đặc biệt là đối với các địa bàn phức tạp, có vị trí trên cao cũng được chi nhánh cấp nước số 1 thành phố Lào Cai đặc biệt quan tâm, đáp ứng tốt nhu cầu ngày càng gia tăng của khách hàng. Do cái tốc độ đô thị hóa tại Lào Cai nhanh, thì chi nhánh đã đề nghị công ty là tiến hành xây dựng một dây chuyền sản xuất nước với công suất là 6.000 mét khối ngày đêm. Cho đến đầu tháng 5, chúng tôi sẽ đưa vào vận hành và nâng công suất nhà máy lên thành 36.000 mét khối ngày đêm. Còn những cái khu dân cư có cái độ cao địa hình phức tạp thì chi nhánh đã đề nghị công ty và lắp các trạm bơm tăng áp để thường xuyên chạy và cung cấp nước đầy đủ cho phục vụ cho nhân dân trên địa bàn. Trong cái tốc độ đô thị hóa tại Lào Cai nhanh thì chi nhánh cũng đề nghị trên công ty là cải tạo một số tuyến ống và nâng cấp một số tuyến ống để đảm bảo cái việc cấp nước cho nhân dân đầy đủ. Chi nhánh cấp nước số 2 thành phố Lào Cai đang đảm trách cung cấp nước cho gần 9.000 khách hàng thuộc 8 xã phường khu vực phía nam của thành phố. Trong đó đối tượng là hộ gia đình có 6.665 khách hàng, đơn vị hành chính là 183 khách hàng, còn lại khoảng gần 1.300 khách hàng hoạt động kinh doanh dịch vụ. Tuy số lượng khách hàng chưa nhiều, song lại trải rộng ở nhiều địa bàn khó khăn, có những nơi tuyến dẫn dài lại ở vị trí trên cao, nên đơn vị đã phải sử dụng bơm tăng áp và cung cấp nước theo giờ. Về lâu dài, đơn vị cũng đã đề xuất và được công ty cổ phần cấp nước Lào Cai đầu tư bổ sung một tuyến ống mới về khu vực này để giải quyết khó khăn về nước sinh hoạt cho bà con nhân dân. Một khó khăn nữa cũng đang được đơn vị phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong công ty tháo gỡ, đó là nguồn nước đầu vào. Chúng tôi cũng đã đang thi công tuyến ống cấp nước D160 dài 690m, chạy dọc từ khu vực chợ Cam Đường cũ đến ngã ba Bến Đá. Sau khi tuyến ống này thi công xong, chúng tôi cũng đang ước tính là cũng sẽ giảm được khoảng 40% giờ bơm tăng áp. Chi nhánh cấp nước số 2 thành phố Lào Cai chủ yếu là lấy nguồn nước từ nhà máy nước Cốc San. Đặc biệt là về mùa mưa lũ ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước cấp ra. Về chi nhánh cũng đã phối hợp với các phòng thí nghiệm chất lượng nước của công ty và thường xuyên kiểm tra chất lượng nước cấp ra cũng như chất lượng nước trên tuyến, điều chỉnh lượng hóa chất phù hợp đảm bảo tiêu chuẩn của Bộ Y tế. Còn về mùa mưa lũ nắng nóng, chi nhánh phối hợp với các phòng ban công ty chuẩn bị vật tư, bố trí tổ trực sửa chữa luôn đảm bảo xử lý nhanh nhất khi có sự cố xảy ra, không để tình trạng mất nước kéo dài. Với sự nỗ lực của gần 120 cán bộ quản lý, viên chức và người lao động trong năm 2019, chi nhánh cấp nước số 1 và số 2 của thành phố Lào Cai đã cung cấp cho thị trường gần 8,8 triệu mét khối nước thương phẩm đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Đây cũng là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá sự phát triển bền vững của đô thị Lào Cai. Bởi vậy, bên cạnh sự nỗ lực của đơn vị cung cấp nước sạch, thì bản thân mỗi người dân cũng cần nêu cao ý thức, cùng chung sức bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước vì tương lai phát triển. Đến đây chúng tôi xin được khép lại chuyên mục Nước và Cuộc Sống kỳ này. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chuyên mục kỳ sau. Xin kính chào và hẹn gặp lại.